Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong phần video clip ngày hôm nay. Các bạn thân mến, vậy là chỉ còn khoảng gần một tháng nữa thôi là năm 2021 của chúng mình sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc là quỹ thời gian ôn tập của chúng ta sẽ bị kéo ngắn lại. Đây là thời điểm mà chắc hẳn các bạn đang lo lắng rất nhiều cho việc ôn thi sắp tới của mình đúng không? Đặc biệt là đối với việc học môn văn thì các bạn sẽ lo lắng về rất là nhiều thứ khác nhau, ví dụ như là kiến thức nền của mình thì vẫn chưa chắc này, phương pháp làm đề thế nào mình còn chưa biết này, hay là ngay cả đến cái việc đơn giản là bắt tay vào viết một bài văn mình còn cảm thấy rất là băn khoăn. Chị tin rằng đây không phải là nỗi băn khoăn của một bạn duy nhất, mà có lẽ sẽ là nỗi băn khoăn của rất là nhiều bạn đang có mặt ở đây và xem phần video clip này. Thế nên là ngày hôm nay chị Hiên có mặt ở đây cùng với các bạn để có thể đem đến cho các bạn một món quà vô cùng tuyệt vời. Đó chính là một khóa học siêu đặc biệt đến từ Học Văn Chị Hiên. Đây sẽ là một cái khóa học mở đầu cho năm 2022, và chị tin tưởng rằng năm học này sẽ là một năm học cực kỳ tuyệt vời với các em, để các bạn có thể gặt hái cho mình những kết quả tốt nhất đấy. Xin được giới thiệu với các bạn khóa học luyện đề chuyên sâu. Đây sẽ là khóa học giúp cho chúng mình ôn tập về phương pháp 3 phần ở trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, bao gồm đọc hiểu này, nghị luận xã hội này, nghị luận văn học này. Và với cái phần phương pháp được cung cấp thì chúng mình sẽ có thể nắm chắc được về cách làm của từng phần. Sau đó khi các bạn đã nắm chắc được cách làm của từng phần rồi thì chúng mình sẽ có một cái phần luyện tập cùng với nhau. Đây sẽ là phần để cho chúng ta có thể trao đổi những cái dạng đề sát nhất với đề thi Trung học phổ thông quốc gia dựa trên cái phần phương pháp mà chúng mình đã được ôn tập cùng với nhau ở phía trước. Đương nhiên các bạn sẽ hỏi rằng vậy thì điểm mạnh của khóa học này là gì? Thì cái sự khác biệt duy nhất của khóa học này chính là việc chúng mình sẽ cùng với nhau học thật là chắc về phương pháp trước. Có nghĩa là chị muốn hình thành cho các bạn về tư duy làm bài này, và từ cái tư duy làm bài đó thì các bạn có thể áp dụng cho những cái dạng đề tương tự, thay vì việc là bây giờ chúng mình sẽ phải ngồi ôn từng vấn đề nhỏ một. Nên chị rất hy vọng rằng là các bạn có thể thử cho mình một cái cơ hội để xem là khóa học luyện đề có thực sự phù hợp với bản thân của mình hay không. Và các em có biết không ạ, đây vẫn sẽ là một cái khóa học chúng ta tương tác với nhau bằng hình thức là học trực tuyến, và sẽ có đội ngũ trợ giảng đồng hành cùng với các bạn để có thể chữa cho các em những cái bài tập chúng mình được giao sau mỗi buổi học. Đây cũng sẽ là cái phần mà giúp cho chúng mình có thể có được cái thời gian luyện tập, và quan trọng hơn là chúng mình nhìn thấy được cái quá trình tiến bộ của chúng ta đấy. Nên là chị rất hy vọng các bạn có thể cho mình một cơ hội để có thể thử tham khảo khóa học luyện đề của Học Văn Chị Hiên nhá. Bây giờ thì cái khoảng thời gian ôn tập của chúng mình còn lại không nhiều nữa. Chị biết rằng là các bạn 2K4, các bạn đều mong muốn là có thể có được cho mình những cái sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới đúng không nào? Năm nay thì lượng thí sinh rất là đông này, đã vậy thì chúng mình lại không có nhiều thời gian để học trên trường bởi vì ảnh hưởng của dịch Covid, thế nên là bây giờ rất là nhiều bạn thì vẫn phải đang học online. Thế nên cũng đồng thời gắn với khá là nhiều những cái hạn chế trong việc ôn tập của chúng mình. Thế nhưng không sao cả, với lớp học online của chị Hiên thì chị tin rằng chúng mình sẽ xóa bỏ được cái ranh giới giữa việc, khoảng cách giữa việc học online và việc học off, và hy vọng rằng có thể mang đến cho các bạn những vùng kiến thức bổ ích nhất nhé. Ngày hôm nay là ngày đăng ký đầu tiên của khóa học luyện đề. Chị rất hy vọng các bạn có thể chấp lấy cơ hội để nhắn tin ngay cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên và tham khảo thông tin về khóa học luyện đề nhé. Chị rất là hy vọng có thể được gặp các em trong khóa học này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.